Thế trước đây là vợ tôi là hay cắt tóc cho tôi. Chồng tôi là không thích ra ngoài cắt tóc, chỉ thích vợ cắt tóc thôi. Từ khi mà còn trẻ đến bây giờ như thế. Khi mà trong 3 năm mà không cắt tóc được cho chồng ấy, thì ông thường ra ngoài cắt tóc, nhưng mỗi lần đi cắt tóc về là ông buồn lắm. Với ông Chiến, bà Trình, những điều quan tâm chăm sóc giản dị ấy từ mấy năm trước đã chỉ còn là một niềm ao ước. Đó cũng là nỗi niềm trăn trở của ông, phó giáo sư, tiến sĩ, người thầy thuốc giỏi viện quân y, luôn tìm mọi cách chữa trị bệnh tật cho vợ mình. Vợ tôi bị rất là nhiều bệnh, tim đập nhanh này, ngoại tâm thu, rồi huyết áp thấp, bị viêm gân. Viêm gân tức là trong đó có một cái bệnh là ngón tay lò xo, tức là viêm bao gân gấp của cái ngón tay cái. Cái này thì đã tiêm rất nhiều lần rồi, 2-3 năm rồi. Đến cái lúc mà mình tiêm nó không còn tác dụng nữa, tức là ngón tay nó kẹt lại không cử động được, rất là đau. Những cơn đau của bà càng kéo dài, càng khiến ông thêm day dứt khi ông đã chữa lành bệnh cho biết bao người. Vậy mà với vợ mình thì lại quá đỗi khó khăn. Chồng tôi là bác sĩ mà lại chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình, là chuyên khoa về những xương khớp tay chân đấy. Ông đã tiêm cho tôi là rất nhiều lần vào tay, mấy năm liền, nhưng sau đó là thuốc không còn tác dụng nữa thì phải phẫu thuật. Dù đã sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị hiện đại, nhưng bệnh tình của bà không những không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Ngón tay cái cứng đờ, đau nhức. Suốt nhiều đêm bà đi loanh quanh trong nhà vì chứng mất ngủ khiến bà luôn phiền não. Không khí trong gia đình cũng vì thế mà không mấy vui vẻ. Khi mà chuẩn bị phẫu thuật thì tôi cũng bước vào tâm luyện. Thế rồi, một điều may mắn đã đến với gia đình ông bà. Chỉ sau 4 tháng tu luyện Pháp Luân Công, những căn bệnh đeo đẳng bà Trình trong bao năm giờ đã khỏi. Đó là điều mà trong mơ vợ chồng vị bác sĩ cũng không nghĩ tới. Thì mới luyện được có 15 ngày thôi mà tự nhiên ở đầu ngón tay này nó mọc lên một cái bọc màu trắng, mà ấn vào thì nó là khí, không hề phải là dịch. Nhưng mà cái khớp ngón tay ở chỗ này là cái chỗ này mới là cái chỗ bị bệnh, thì nó cứng ở chỗ này, nhưng khi cái mọc cái bọc này lên thì tự nhiên ngón tay vận động được. Và cứ như thế trong vòng khoảng 4 tháng là ngón tay nó trở lại bình thường. Có được kết quả ngoài sức mong đợi là vì bà Trình đã nghiêm túc thực hành việc tu sửa tâm tính theo chân thiện nhẫn mà cuốn sách Chuyển Pháp Luân chỉ dạy, kết hợp với việc chăm chỉ luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Thì chính bản thân bác lúc đầu cũng không tin như thế, vì là mình nghĩ là đây nó chỉ là cái môn tu luyện để cho giúp cho cái cơ thể mình nó cường tráng, nó khỏe mạnh thế thôi. Nhưng mà khi thực sự đi bước vào tu luyện thì mình mới nhận thấy là nó có hiệu quả thực sự. Đây vận động bình thường này, tay rất là dẻo này, tay này rất là dẻo và rất là mềm mại. Nói chung cả bàn tay mọi khi là rất cứng, cả bọn tay đều bị khớp hết. Nó đều có những cái cục này, cái ngón tay này nó cứ cục ra này và rất là xấu. Nhưng bây giờ là bàn tay nó trở lại mềm mại và đẹp, rất là dễ dàng làm việc, mọi thứ rất là dễ dàng. Tại sao cũng có những người là cũng tập luyện như thế nhưng mà không khỏi được bệnh và cũng không khỏe lên được, là bởi vì là người ta cũng chưa thực hành đúng như theo cái hướng dẫn trong cái Chuyển Pháp Luân mà sư phụ đã dạy đấy. Tức là muốn khỏi được bệnh và muốn thân thể khỏe mạnh thì là phải vừa tu tâm tính lại vừa phải luyện công, chứ nếu mình chỉ có luyện công không ấy thì không có tác dụng. Tức là mình phải rèn luyện về nâng cao về đạo đức của mình, về lối sống, từ bỏ những cái thói hư tật xấu ở đời thường ấy. Thì cái đó rất là khó. Và nếu mà không bỏ được cái đó thì mình chỉ có luyện tập không thì không có tác dụng gì cả. Những cải thiện rõ rệt về sức khỏe và tâm tính của bà Trình sau khi tu luyện là minh chứng sống động thuyết phục ông Chiến và hai cô con gái bước vào tu luyện. Cả gia đình cùng được trải nghiệm những điều tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Mình là con gái sống cùng với mẹ, có những cái lúc mà cũng có những cái mâu thuẫn. Đôi khi là mẹ cũng hay có những cái áp lực bắt ép con cái phải theo ý của mẹ hay điều này điều khác, thì cuộc sống trong gia đình vẫn còn đôi lúc vẫn có áp lực đấy, mặc dù là mẹ con ruột. Tuy nhiên là đến bây giờ khi thực hành Pháp Luân Công đấy thì mẹ mình cũng lấy cái nguyên lý chân thiện nhẫn mà Đại Pháp dạy để làm hành xử. Thế thì trong gia đình mọi người đều hướng nội tìm ở tâm tính của mình, cái sai của mình, và cũng không có ai bắt ép ai nữa cả. Thế cuộc sống trong gia đình trở nên rất là nhẹ nhàng và mẹ mình thì bây giờ lúc nào cũng vui vẻ. Trước đây thì mình cũng khá là nóng tính,
mình đề cao cái tôi của mình rất là cao. Nhiều khi con nghịch ngợm cái gì mà con không chịu nghe lời ý, thì mình có thể là quát mắng, cũng có lúc là không kìm chế được, mình có thể là đánh con. Nhưng mà sau khi tu luyện thì mình thấy là làm như thế là sai. Mình chưa giữ được cái thiện và chưa giữ được cái nhẫn đối với con. Từ lúc mà mình tu luyện ý, thì mình không đối xử với con như thế nữa. Và các bé đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngày bà dẫn ông ra sân, choàng vào người ông chiếc khăn, tiếng kéo lách tách theo bàn tay chuyển động mềm mại của bà cùng nụ cười mãn nguyện của ông gợi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào một thời tuổi trẻ. Điều giản dị ấy đã trở lại với ông bà ở độ tuổi xế chiều trong niềm hạnh phúc. Thầy lúc nào cũng kêu là họ cắt cho mình không đẹp. Bây giờ thầy thứ nhất ấy. Mấy năm vừa rồi toàn phải ra hàng nó cắt về không ưng ý lắm. Bây giờ lại được cắt lại rất là tốt rồi.